Mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn, lại quay trở lại video tiếp theo của em dâu. Thì buổi chiều ngày hôm nay tại khu vực cốc của thầy thì rất nhiều người và rất nhiều người tới, rất là đông luôn ạ. Đó, rất là đông luôn. Dâu phải đứng ra ngoài để quay cho cô chú anh chị biết, rất chi là đông. Từng đoàn xuống rất là đông. Phải cỡ 200 người, 2-300 người luôn. Đi từng đoàn một. Đó. Bây giờ dâu đi vào khu vực bên trong để quay cho cô chú chị biết được cái khu vực bên trong như thế nào. Đi xíu chị. Ồ, đầm phá luôn. Xin chào nhá. Ok. Ồ, được, được. Ôi, bên trên thì còn đông cô chú anh chị lắm, rất chi là đông luôn cô chú chị ạ. Cốc của thầy là muốn vỡ trận rồi, rất chi là đông. Con chào cô nhá. Quả dừa ở đâu đấy cô? Mua ở trên à? À, cô đâu tới Bến Tre à? Ai đứng như bóng dừa? Bến Tre là rất nhiều dừa đấy cô nhỉ. Đoàn mình đi đông không cô? Ô, anh hai có quả tóc đẹp ha. 45 người. Dạ, chiêm ngưỡng cái tóc tí. Dạ. Em năm ngoái tóc em cũng dài. Tóc em năm ngoái dài ngang lưng luôn. Nhưng mà em có một cái biến cố riêng cho nên em phải cạo đi đấy. Áo phân tảo đấy chứ. Em tên gì? Dâu với lốc ạ. Dâu với lốc. Vâng. Đoàn mình đi đi bao nhiêu người em? 45 người em. 45 người. Đông quá trời đông luôn. Ai ở trong mà là đánh lễ xong rồi thì ra bước bên ngoài để người sau vào cho nó đỡ chật. Đoàn thủy lên giùm nha các bạn ơi. Đông quá. Vậy mà đại nghiêm ơi. Quá đông luôn ạ. Chúng ta đánh lễ xong rồi chúng ta đi ra bên ngoài để người sau vô nữa. Dạ vâng. Chào cô nhé. Dạ. Phải có cả cái cho ta biết hơn tại vì ta mở YouTube người nào ta coi. Dạ vâng. Kênh của con là dâu vlog cô nhá. Dạ. Dâu vlog. Dạ. Dạ. Thì bấy nhiêu khi về mình đông người quá cái mình quên. Dạ, mình nhớ. Ô, cô đẹp quá, trang phục cũng đẹp, hai cô đẹp tuyệt vời. Dạ. Dạ. Vâng. Kênh của con là dâu vlog. Dâu vlog cô nhá. Này. Dạ. Vâng. Dạ. Lên lên. Lên này bốc. Ôi trời ơi. Mấy con về vui. Mời đồ mình xuống nè. Mời mình xuống ngồi đi. Dạ. Mời mình xuống ngồi nè. Dạ. 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 Bữa chiều hôm nay là đoàn cứu trợ có cái tay siêu thị, tay tốt, hào tướng, tỉnh Gia Lai đẹp. Có thầy cứu trợ đã xong. Về giếng qua là cốc ngày Minh Tệ. Với sự tu tập của ngài cũng được mọi người ưng thuận và đi đến đây. Tiền bạc nó tốn rất là nhiều nhưng mà không có ngại gì tiền bạc. Chỉ có đến chỗ này thấy được cái nhãn qua, thấy được cái niềm vui đó là cái an lạc của mỗi người rồi đó quý vị. Ta bây giờ tu niệm tầm thường chào cô nhé. Thể xả hương khắp chốn mà Đức Thầy đã nói lại. Những người mà chân tu chung một có xạ nào chẳng bán xa giấu trong chỗ kính cũng thơm này nha. Nhờ hay quá. Đấy. Đây. Cái đoàn với những idol của ngày Minh Tệ rất là đông. Dạ, quá đông luôn. Cô nha. Ồ. Là chú nha. Dạ vâng, dạ. Đây nước ở trong đây, chú đi vô. Đi vô đánh lễ, dạ. Ôi con xin chú nhá. Ồ.
mùi quá. Quyền ước nhỏ nhói hằng ngày thanh thang trong chẳng đùa theo số đau. Hay quá trời đất ơi. Cuộc đời ta giờ không, không áo cơm gạo tiền, không buồn phiền lo nghĩ, hận thù dư làm chi, dân hào quang toàn sáng, người chẳng lên đơn. Hay quá trời đất ơi, cô hát hay quá trời luôn. Cho chào mắt tay cả nhà ơi. Rồi đi. Cô xúc động khóc luôn, trời đất ơi. Cô xúc động khóc luôn này, cô chú chị này. Đó. Hồng trần kia nhớ giấc mộng phù du. Hay quá. Cuộc đời ta tựa cơn mộng vô thoáng qua. Hồi nhận thế sao cứ mang lòng ghét ganh. Được giả mơ cuối cùng rồi chẳng mang theo. Ô nổi da gà luôn cô chú anh chị ạ. Rồi một mai. Ôi trời ơi, mình dễ nổi da gà quá. Theo các bụi mà thôi. Hay quá. Mà tại sao mai còn gieo thề phê trắng đen. Gì quá nè. Quên là cô hay quá. Cô chỉ cần trích đoạn thế là vui rồi. Đây, cô này xúc động quá. Cô đâu tới hả cô? Mẹ cô ở Kiên Giang. Dạ cô ở Kiên Giang à? Vâng. Tặng cô chai nước. Dạ vâng. Thôi đến đây là mừng rồi cô nhỉ. Dạ. Cô nguyện ngày nay đến thầy cốc của thầy. Dạ. Cái đức hạnh là thầy lớn. Dạ. Mà thầy em được trụ cao cứ rộng. Dạ vâng. Thấy là cái cốc gì đấy, giản dị quá cô nhỉ. Dạ. Nà, đấy. Sầu riêng của thầy. Vâng, vườn sầu riêng cổ thụ của thầy. Nếu mà cô mà muốn đi tham quan là đi theo cái đường kia là đi lên luôn. Vâng. Lắm. Nhưng mà phía bên trên này em thì đang làm cái sân dở. Cho nên một vài hôm nữa thì đi được. Nhà thầy nào? Nhà của thầy. Nhà thầy ở phía đằng kia ạ. Vâng. Gần đây ha, cũng gần. Dạ vâng. Thầy cảm ơn con nha. Chào các cô nhá. Chúc các cô về Thường Lộ bình an nhá. Cô kia hát hay quá. Vâng. Chúc các cô Thường Lộ bình an nhá. Hay quá cô chú anh chị ạ. Đó. Cô hát rất là hay luôn. Giọng hát rất là ấm áp. Đấy, đi sâu vào lòng người luôn. Còn đông lắm mình ơi. À con cho cá ăn hả? Cho cá ăn. Đúng rồi. Đó, ông đi lên kiếm mì xuống cho cá đó. Nãy giờ đi lên kiếm bỏ bánh mì nó cũng ăn hết rồi. Cho cá. Ăn à, có cám cá kìa. Đi mua cá đó. Theo cái đèn bằng này mà còn thiếu một nét thì có chào đã rồi. Đặc biệt thì được tất cả quý vị Phật tử cũng như quý vị cô bác anh chị em. Má trời là đông luôn. Đông mà vui. Đâu cho cá ăn đi thế nào, cho ăn ít ít thôi nhá, không cho ăn nhiều. Ăn nhiều là ô nhiễm. Rồi ok. Ô trời. Trời ơi. Trời ơi là trời, cá ơi là cá ơi. Ném xa xa làm xíu, ném gần quá. Cái sông mà cá con ném ở khéo khéo đổ ra đây dơ con. Con cầm lên, con cầm sáng lên có đổ. Cái sông nó quen rồi. Đó. Đâu đây là cái hồ. Đúng rồi, hồ của thầy ngày xưa là cái hồ này, mục đích của gia đình ngày xưa là múc lên để trữ nước để tưới sầu riêng cà phê thôi. Nhưng mà rất là sâu nha, 6-7 mét đó, không phải là thấp, là phải ít đâu. Mấy con cá to nó đi đâu hết rồi. Con đứng đứng gọn mà nhá, đứng đứng gọn mà không té em đầy chết. Cá to dưới nhiều lắm. Thi thoảng hôm do mấy này nó mưa nó hơi đục nước một xíu, bình thường là nhìn rõ luôn. Đó, nước ở ngoài vẫn trong xanh này, xanh biếc luôn. Đó. À, chị nhìn đâu, những con chấm to dưới nó nổi lên, thi thoảng con chấm to lắm, đó kìa. Đó, cái con đen thui rồi lùi nhà đó, to chưa? Nhìn chưa? Nhiều cá to lắm. Là cái nơi cũng là tâm linh. Cái nơi để rồi có tinh. Anh đâu ạ? Xin chào anh nha. Anh ở đâu tới? Dạ em ở Quy Nhơn, anh bữa trước tin anh rồi. À thế à? Rồi ok. Tìm được và chúng ta chưa cũng chứng được cái tấm lòng của quý vị nhớ kỹ ra. Còn đâu là cái lúc mà sư trở về Vĩnh Phương đi cấp thượng thì có một cái gia đình này nhờ cái chị này
đem cái hộp cơm cúng dường cho sư. Thầy dâu sẽ dẫn của chú anh chị đi tham quan một chút xíu cái bối cảnh xung quanh cho cô chú chị biết. Bên trong mấy anh chị bên Hòa Hảo đang ngồi nói chuyện về cái quá khứ cũng như là thời gian tu tập của thầy, thì mình cũng không quay sâu vào cái đó, thì cũng chia sẻ những cái bối cảnh bên ngoài cho cô chú chị biết đó. Hôm nay thì nước mưa cũng dâng lên rất là cao luôn. Nước cũng rất trong xanh nhưng mà cũng rất là sạch sẽ luôn. Chào cô nhé, chị. Rất là sạch sẽ luôn. Và mấy ngày nay thì không có hiện tượng cá chết nữa. Mấy hôm bữa là mà mấy Phật tử cũng thả những con cá mua ở ngoài chợ về, nhiều con là bị sục khí và bị sốc nhiệt khi thả ở đây và chết. Thì dâu cùng với anh em là có những con cá nào chết thì cũng vớt hết rồi. Hồ này rất là trong xanh nhá. Nước hiện tại đang lên rất là cao luôn ạ. Vì mấy ngày nay mưa. Và con đường thì ngày hôm nay cũng đã xong rồi, nhưng mà quý Phật tử chưa đi, bởi vì khu cuối con đường là sân nhà em Thìn. Đang làm dở cái công trình cuối, em Thìn đang cho người đổ cái sân. Sau khi xong cái sân đó thì con đường này sẽ đi vào hoạt động. Và chiều ngày hôm nay thì sẽ cho người xuống khảo sát lại cái này. Một lúc nữa dâu sẽ dẫn người đi khảo sát xem thực tế là dài bao nhiêu mét và đổ bê tông như thế nào và làm hàng rào như thế nào, thì sẽ có cái dự án nó cụ thể hơn cho cô chú chị chúng ta được biết. Được rồi, dạ. Đó, các cô đang check in chụp là lưu giữ lại những kỷ niệm ở dưới cốc của thầy. Chị lên đây mấy người chị? À, nguyên đoàn luôn à? Đoàn mình có đông không? À, 45 người à? Yeah. Đi từ đến đây từ lúc nào chị? À, Bến Tre. Mới đến đây phải không ạ? À, đã đến thăm nhà cha thầy chưa? Chưa hả? Dạ. Vâng, chị đi phát quà từ thiện về à? Giờ đoàn mình đi lên đầu cốc rẽ tay phải là đi theo một đoạn nữa khoảng 2 cây là đến nhà cha thầy. Bến Tre, An Giang, rồi ở Vĩnh Long nữa, nhiều lắm. Long An. Cá này cô. Cá nhiều lắm. Cá bạt ngàn luôn đấy. Đây. Vô trong ngồi có nóng không? Mình thấy mồ hôi quá trời vậy. Qua này là mặt đầy nuôi cá vậy hả? Vâng, vừa nuôi vừa tự nhiên. Phải nuôi hả? Vừa nuôi vừa tự nhiên ạ. Tự nhiên. Vâng, có cả cá mà một số Phật tử đến phóng sinh ấy cô. Dạ. Vâng. Cá trôi, cá chấm rồi cá rô phi. Hạn chế bữa nay bọn con hạn chế cho ăn rồi. Chỉ cho ăn một xíu buổi sáng thôi. Bởi vì ai đến cũng cho ăn là nó ô nhiễm. Dạ, đồng quá mà. Dạ vâng. Dạ vâng. Cái là xong này tự nhiên luôn ha. Tự nhiên luôn. Dạ. Đó, cho ăn đi, ném xa ra. Ném xa một chút xíu hả? Được. Con ném được không? Đây, con bỏ đây. Ô, con ném thế sao mà cá tới được đây này? Đó. Cẩn thận nhá, đứng xa ra không té ngào đấy nhá. Đó, chị giữ cháu nhá. Không chụp chụp biết gì không mới chơi nói chụp đại đi cho người ra ai té vô hả? Ồ, cô gói khăn đẹp quá nhỉ. Cô con hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 59. Dạ. 59 à? Dạ. À, xin chào. Đẹp quá. Dạ. Cô là từ đó 6. Dạ. Cái bên 6. Dạ ba. Và thầy đoàn ở bên Tre rồi thầy bao xe đó. Dạ. Chở Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, rồi Long An,
bài đàn mình đi bao nhiêu người đó. Buổi chiều hôm nay cũng vất rất chi là đông luôn, hết đoàn nọ lại đến đoàn kia, lại chả gặp anh rồi. Ôi giời, anh em cứ gặp nhau suốt nhỉ. Đấy, chú chào mấy cụ lên nhá. Rồi chúc hai cụ về đường thượng lộ bình an nhá. Dạ vâng. Chúc lại dạ, vâng. Được nhiều sức khỏe dạ, nha, vâng. Hạnh phúc nha. À chờ anh chở hai bà lên đây rồi, để hai bà đi bộ một tí vào rồi để cho khỏe. Được rồi, em xuống chở nốt. Ở dưới còn nhiều lắm. Nhá, xuống giúp các bà nhá. Đó. Sao nãy giờ bán được nhiều hàng không? Kém lắm à? Nó đông thế cơ mà. Đông không mua. À. Thế. Chào chị nhá. Đấy. Nãy giờ dâu đứng đây là bán được hai người rồi mà bảo không bán được hàng. Không bán được có nhiều. Vậy là chính tỏ vía của dâu đến thì tốt vía nhỉ. Chiếu tranh này. Dâu đứng cái là bán được hai cái mũ rồi. Yeah. Cái nó này 70. Đấy. Này đúng không chị? Đẹp đấy, hình thầy Thích Minh Tuệ. Cái đó đẹp. Vâng. Ai luyến sinh sầu yêu, ai luyến sinh sợ hãi. Ai giải thoát, ai luyến không sầu, đâu sợ hãi. Hay máy quá. Số lần niệm Phật đấy. Ví dụ như một lần mình đếm là mình đếm mà mình niệm 100 thì nó sẽ hiển thị một cái 100. Các hình của thầy rất là nhiều luôn. Đó, xe khách. Chiều nào cũng rất chi là đông luôn cô chú anh chị ạ. Rồi, em chào chị nhá. Rất chi là đông luôn. Ồ, nãy đông thật, nãy dưới cốc phải nói là mấy trăm người luôn. Tôi gọi cho ông mà coi như là mẹ đéo được cái chứ. À. Cái này. Rồi. À, rồi. Mình đang quay đấy, không được nói tục nhá. À, xin lỗi. Ôi, xin lỗi. Đây. À. Tôi gọi cho bạn này. À rồi. Đây. À lúc đấy chắc mình đang bận quay. Đây. À. Gọi Lâm Dầu mấy Lâm Dầu ok rồi mà gọi không cái tài gì mà liên lạc được. Lúc đó là chắc mình đi vào trong làng trong kia không có sóng ấy. À. Đang đi làm từ thiện ở trong làng ở trong kia là chỗ à, có khi đúng rồi, bởi vì trong đấy liên lạc được. Ở trong đấy chỗ sâu quá. Đấy nãy giờ dâu đứng cái là bán 2 tấm rồi còn đâu mà thế kêu không bán được. Ồ rất là đông của chú, lại có người nữa xuống tiếp. À cốc của thầy lúc nào cũng có đoàn lên đoàn xuống. Như đi chảy hội luôn của chuyên truyện, rất là đông luôn. Buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp. Đó. Cô bác ơi, chú không có chở chú rồi. Chào chú nha, chào cô nha. Con chào cô nha. Dạ. À dâu đang đi theo chân của em IU. À IU là em gái của Aziz à. Đi về thăm gia đình em một tí. Đang đi lắp giường cho nhà Aziz thì qua thăm nhà em IU một tí xem tình hình nhà thế nào. Đó, Tây Nguyên còn rất nhiều những nóc nhà nghèo khó của chú chị ạ, đấy. Đường thì đường đất lầy lội này. Chưa có đổ bê tông nha. À ngày xưa bài hát là tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh thì bây giờ là tình nồng thắm xuyên qua bao mái tôn. Đấy, đây là tôn rất là nhiều. Nhà làm bằng tôn rất là nhiều. Đó, ở đây rất nhiều những cái mái tôn. Chó thì nuôi nhiều. Chó rất là nhiều luôn. À, con cu gáy hay quá chú chị ơi. À, cu gáy rất hay. Để con ăn. À, rất là hay luôn quý chị ạ. Xin chào nhá. À, có cặp chim cu này rất là hay. Đây là cặp cu khách.
Chim cu này của nhà em à hay của nhà ai? Hả? Của cháu em à? À nhà em cũng là nhà tình nghĩa tặng của chú chị, cũng rất nghèo luôn. Đây là em ai yêu, em của Arit, em gái của Arit. Có cắn không đấy? Không, chị. Có cắn không đấy? Em sợ lắm. Đâu đi dẫn anh vào trong nhà là đừng đừng để chó khi mà cắn anh đấy, sợ lắm. Chó mới để. Ồ, chó mới để rất là dữ đấy. Ồ, đây cô chú chị ạ. Trong bếp, trong nhà em đây. Không có một cái gì luôn. À cái kia nấm à? Nấm. Nấm mối à? Dạ. Đâu đi vào trong nhà thế nào, mở cửa anh vào thăm nhà trong nhà thế nào? Ngồi cho chó, để ý chó. Ồ, bế chó à? Lớn này cho anh nuôi. Người ta xây cho em 2020. Nhà nước xây cho à? Nhà nước xây cho em năm 2020 à? À trong nhà không có gì luôn cô chú anh chị ạ. À gạo nó phát đây, đây phải không? Dạ. À hôm nọ phát quà là gạo đây. Dạ. Ừ. Tốt. Ôi giời ơi. Chết thật. Đâu là mở trong nhìn trong phòng trong có cái gì không nào? Nhà không có gì luôn. Ôi. À. Cái chăn này, nhà chăn là nước cũng cho luôn à? Sao không bảo con nó gấp gọn mà em phải gấp gọn rồi chứ? Đây đây ôm này. Ngày nào cũng khóc. Không làm. Chồng đi làm gì? Đi làm thuê người ta. Chồng đi làm thuê à? Dạ. Đi làm ở đâu? Làm núi kia. À tối có về không? Về. À ừ. Đi làm thuê là làm núi là làm cái gì? Làm phun cho cỏ mì. À phun cỏ mì à? À thế à, làm ngày 100.000 thôi hả? Dạ. Thì con em cũng ốm à. Dân người ta đi cho người ta không chờ. Đấy hoàn cảnh rất là nghèo khó của chú chị đấy. À nhà không có gì luôn. À cái tẹt này người ta đang cho à? Nhà nước cho à? Dạ, mẹ cho cao quá lỡ rớt xuống. À để trên cao rơi xuống à? Dạ. À thôi để dưới này không được, ui để móp hết rồi. Móp hết thì rớt xuống. Ừ. Chơi. Vậy là được hai con. Dạ, hai con. Chồng sinh năm bao nhiêu? Chồng 191 ạ. À chồng năm sinh năm 91 à? Dạ. Em là 95 à? Dạ. 95 hay 99? 99. À. Dạ. Lúc con em đang ôm nè. Đi lo cho con nè, không có tiền đi mổ. Bị báo đi. Nó bị làm sao mà mổ? Bị đau chim này này to xuống. Nó bị chim á? Dạ. Bị làm sao? Không biết thôi. À nó bị sa đi à? Dạ. À đi đi mổ mổ, mổ chim à? Dạ. Nó bị sa đi à? Dạ. Đi mổ lâu chưa? Chưa có tiền đi mổ được. À. Ồ vậy thì nguy hiểm. Nó bị lâu chưa? Bị lâu rồi, không có tiền này. Bị chim nó bị làm sao? Bị to sưng. À sưng to thôi. Ờ à, được rồi, không không vạch ra vạch ra này. Dạ. Quay lên đây cô chú anh chị xem không được, với lại nó bị phản cảm. Kênh nó không cho quay nhá. Dạ. Vậy thì cũng căng lên nhỉ. Dạ. Đi xin nghỉ ngày nào tối lúc khóc mẹ khóc hết. Nó đau không? Đau, lúc đau là đau. À lúc đau là đau lắm à? Dạ. Lúc nó sưng to là đau. Ý là nó sưng to lên là đau là khóc à? Dạ. Ừ. Đau bụng bóp rồi chưa khỏi. Ừ. Đi thăm bệnh viện nó khói, đi bệnh viện nhi. Ừ. Không có xe đi chợ được. Ừ. Khó khăn nha. Dạ. Năm đứa con này. Chào quý em nhá. Dạ. Nhà cũng 5 người con luôn à? Dạ. Em là thứ mấy trong nhà? Em thứ ba. Thứ ba. À mẹ đi đâu? Đi làm. Ừ, ba em đâu? Ba mất rồi. Ba mất rồi à? Dạ. Chó có gắn không đấy? Không. Đi anh cho anh vào trong nhà xíu. Đi đi vô. Ui giời. Cái bậc hè gì mà ghê gớm vậy? Không có được mà. Ừ. Bật bóng điện trong nhà anh xem nào. Đấy trong nhà không có gì luôn cô chú anh chị ạ.
nấu ăn ở trong này luôn à? Ôi giời. Cái này là cái gì đấy? Nước à? Nước. Đây là bếp nấu ăn luôn à? Khổ sở nha. Bố mất sớm. Bố mất bố bị sao mất? Biết thêm. Hả? Thôi. Ông bị sao? Ông bị ôm thôi. À. Đi anh ngó trong này cái xem nào. Đây là phòng của em à? Phòng của chị. Chị gái à? Chị năm nay bao tuổi rồi? Không biết ạ. Chị gái năm nay bao nhiêu? Hả? 22 tuổi. 22 tuổi, có gia đình chưa? Có rồi. Có. Lấy chồng kinh. À, lấy chồng. Đi nhà tu rồi. Đi là lấy chồng rồi, chồng về đây ở luôn à? Chồng là đi nhà tu rồi. Đi tu à? Dạ. À. Chồng người kinh lấy về đây rồi chồng lại đi tu mất rồi. Chắc phải có 8 tháng. Vậy là chị gái này đi đâu? Không biết. Hả? Không biết. Đi làm à? Đi chơi. À. Ôi cái nhà thấp lắm của chú ấy, thấp đến đỉnh đầu luôn. Mà nóng nữa chứ. Nóng quá. Ôi thì nhà này sụp, nhà ui, nhà trong nhà nhưng mà sân này. Đấy cô chú chị nhìn trong nhà nhưng mà sân về thì mưa là dột rồi này. Ôi giời. Nhà 5 người con mà cha thì mất rồi. Còn có 5 mẹ con thôi. À, sẽ quay xung quanh cho cô chú anh chị xem sơ qua một xíu. Đó. Mưa gió là nó tạt vô là lầy lội này. Đó. Nhà thì thấp đến đỉnh đầu luôn. Quá là nghèo khổ luôn. Đấy. Cái nhà thì sập đến nơi rồi cô chú anh chị. Này. Ôi giời. Móng nhà này. Móng nhà này. Hiện tượng này thì bẻ đến nơi rồi. Nhất là ôi giời. Đây dâu sẽ quay khu vực phía sau cho cô chú chị biết. Người Tây Nguyên còn rất chi là nghèo. Nhiều chỗ còn rất là nghèo. Chú chị nghèo lắm luôn chứ không phải là. Đó. Nước kia nước cũng cho mà. À bồn nước này nhà nước cũng cho hả? Dạ cho chống em Rồi anh đi ra đây nhá. Dạ. Vậy là mẹ đi làm à? Đi làm. Mẹ đi làm với mấy chị đi làm hết à? Mẹ đi làm thuê rồi. À mẹ đi làm thuê, vậy nay em không đi làm à? Sao em không đi làm? Ngày nay nghỉ. À ngày nay nghỉ à? Ừ. Rồi anh về cái đó nhá. Dạ. Cho cao cán không đây? Dạ. À, cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của dâu. Thì trên kênh của dâu có bán rất nhiều các loại mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong ruồi, mật ong hoa cỏ xuyến chi, và mật ong cà phê. Ngoài những mật ong ra thì còn có rất nhiều các loại trà, đặc biệt là trà thảo mộc. Trên tay em đang cầm đây là chè dây nhé. Chè dây có tác dụng là giúp cho giải nhiệt này, giải độc này, hỗ trợ viêm loét dạ dày, điều trị các chứng như mất ngủ, giảm cân, căng thẳng, rất là tốt cho các bác nào mất ngủ nhé. Đây là chè dây. Còn ngoài cái phần chè dây gồm có là chè lá ổi. Chè lá ổi thì thành phần chính gồm có là lá sen, giả cổ lam, gạo nứt, và thành phần chính không thể thiếu được đó là lá ổi. Trong một túi như này là có 20 túi lọc. Cô chú anh chị có thể pha với 2 lít đến 2 lít rưỡi nước, đun uống thay nước hàng ngày. Ngoài sản phẩm chè lá ổi còn có trà măng cầu. Đấy. Trà măng cầu và loại 1 và loại 2 rất là tốt. Và đây đặc biệt đây là còn tiêu này. Tiêu này là tiêu nguyên chất lấy của em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ nhé. Đó, em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ, cô chú mà ủng hộ thì cũng gọi vào số hotline để ủng hộ cho em Thìn, cô chú anh chị nhé. Ngoài những sản phẩm trên còn có cà phê. Đó, đây là cà phê nguyên hạt. Cô chú anh chị có thể mua về tự xay và uống lấy. Đây là cà phê truyền thống. Đấy. Cà phê truyền thống thì dâu có lấy của Sư Bá, là anh trai của thầy Thích Minh Tuệ. Đó.
và cà phê hòa tan, cà phê sữa. Giá cả như thế nào thì cô chú anh chị cũng gọi vào cái số hotline mà Dâu đã ghi ở trên màn hình. Đó, đây còn là mặt hàng nữa, đó là nụ hoa tam thất. Đó, nụ hoa tam thất thì uống rất là tốt. Đấy, giúp và bổ máu này, lợi cho đường, hỗ trợ cho huyết áp này, đặc biệt là đối với những người mà có huyết áp cao. Đấy, tăng cường trí nhớ. Đấy, làm việc căng thẳng này, rất tốt cho tăng cường chức năng gan, bổ máu, ngăn ngừa các bệnh thiếu máu và phụ nữ sau sinh. Nói chung là rất là tốt. Tinh bột nghệ này cô chú anh chị có thể pha với lại mật ong, 2 thìa bột nghệ và 1 thìa mật ong, uống vào mỗi buổi sáng, rất tốt cho bác nào viêm rết là dạ dày, hơi, rất là tốt. Đó, ngoài ra ra còn có rất nhiều các loại mặt hàng như là gạo nứt này, bánh trung thu, rồi thì trầm, trầm hương thấp rất là thơm. Rất nhiều các loại nông sản như hạt điều, mắc-ca này nhé. Đây hạt điều, hạt điều loại 1 này, hút trên không rất là tốt, một bì như này 500g giá 125k nhé. Đây hạt mắc-ca đây ạ, hạt mắc-ca rất là thơm ngon, một bì như này giá 125k nhé. Cô chú anh chị mua cũng số hotline còn ghi ở màn hình. Qua đây cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã theo dõi hành trình của Dâu và có mua ủng hộ cho Dâu rất nhiều những sản phẩm trong thời gian vừa qua, thì cũng trích một phần để làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú các bạn rất là nhiều, và bây giờ xin hẹn gặp lại và chào cô chú và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.